Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Bản tin 24 giờ. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Sau mưa lớn trong nhiều ngày nên thảm họa nghiêm trọng. Một trận mưa xối xả gây ra lở đất và làng mạc bị tàn phá ở thành phố Đô Giang Yển, khiến 31 người chết, 166 người mất tích và hàng triệu người bị ảnh hưởng. Kể từ thứ hai, mưa xối xả ở tỉnh Tứ Xuyên đã dần tăng cường, và thành phố Đô Giang Yển là nơi nghiêm trọng nhất với lượng mưa lên tới 1.000mm. Lở đất xảy ra ở nhiều nơi và hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng. Tại làng San Si, thị trấn Di Hông Sinh, một trận lở đất đã phá hủy một ngôi làng và hàng trăm người có thể đã bị chôn vùi và mất tích. Theo thống kê hiện tại, được biết trận mưa xối xả đã khiến 31 người chết và 166 người mất tích. Nhiều tuyến đường cao tốc cũng bị sạt lở, hàng trăm hành khách bị mắc kẹt nhưng không có nước và lương thực, hơn 2.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Do bão số 6 tiến gần và đẩy vành đai áp cao dịch chuyển, cảnh báo lượng mưa lớn hiện tại ở Tứ Xuyên đang dần được dỡ bỏ. Tuy nhiên, hàng trăm người vẫn mất tích và hơn 200.000 người đang được chờ tái định cư. Một trận lở đất khác ở khu công nghiệp Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc cũng đã nuốt chửng ít nhất 10 hectare đất và chôn vùi 17 tòa nhà. Cho đến nay, mọi người đã được giải cứu, nhưng 41 người vẫn đang mất tích. Và tối qua, tổ chức eo biển Đài Loan xác nhận rằng hiện tại không có doanh nhân và cán bộ Đài Loan nào bị ảnh hưởng. Sihao Zixiang, phó tổng thư ký của SEF cho biết, cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra có bất kỳ doanh nhân hay cán bộ Đài Loan nào bị thương vì ở đây có nhà máy đang xây dựng dưới chân núi. Tại khu công nghiệp Liu Si, quận mới của Quảng Minh, Thâm Quyến, một trận lở đất bất ngờ xảy ra vào lúc 11:40 hôm nay. Toàn bộ khu công nghiệp rộng lớn với hơn 100.000m2 gần như bị đốt chửng. Một số làng nội thành lân cận cũng bị vùi lấp. Tại hiện trường, đến chiều nay trời vẫn còn mưa, khiến công tác tìm kiếm cứu nạn thêm khó khăn. Con số thương vong chính xác vẫn đang được thống kê. Kính thưa quý vị và các bạn, trận mưa xối xả đã ập đến Bắc Kinh vào ngày hôm qua. Trận mưa đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều nơi trong khu đô thị chính. Nhiều tuyến đường giao thông bị tắc nghẽn, nhiều sở ban ngành đã triển khai ứng phó khẩn cấp. Theo xác minh sơ bộ của phóng viên, trận mưa xối xả đã khiến ít nhất 4 người tử vong. Tính đến tối qua, 14.152 người đã được di rời khẩn cấp từ nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố. Thông tin từ trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán Bắc Kinh cho biết, tính đến thời điểm hiện tại lúc 1:30 ngày hôm qua, tổng cộng 14.152 người đã được chuyển đến các quận miền núi. Kể từ khi phát cảnh báo lũ màu xanh vào lúc 9 giờ sáng, trụ sở phòng chống lũ lụt ở khu vực miền núi đã bắt đầu chuẩn bị cho việc chuyển nơi trú ẩn an toàn cho người dân. Huyện Phang Sang đã tổ chức di chuyển an toàn cho 1.047 hộ gia đình và 4.125 người từ 80 ngôi làng có nguy cơ sạt lở đất ở 12 thị trấn. Huyện Hua Giao đã tổ chức di chuyển an toàn cho 1.059 người từ 56 ngôi làng có nguy hiểm ở 6 thị trấn. Thị trấn An Quy từng đón khách du lịch và tất cả 1.300 khách du lịch đã được chuyển đến khu vực an toàn. Huyện Mentawao, Bingu và Misiun đã chuyển tổng cộng 8.164 người từ 177 ngôi làng và 5.880 hộ gia đình ở khu vực nguy hiểm dễ xảy ra sạt lở đất. Hạt San Quynh tổng cộng có 804 người đã được chuyển đến và tái định cư ở 78 ngôi làng nước ngập sâu trên 3 mét. Chiều qua, một cơn mưa xối xả ập đến thủ đô. Tính đến 19 giờ 10 phút tại sân bay thủ đô, có hơn 500 chuyến bay bị hoãn, hủy. Một số lượng lớn hành khách bị mắc kẹt tại sân bay. Đài khí tượng Thủy văn Trung ương đã đưa ra cảnh báo mưa dông màu xanh lam do ảnh hưởng bởi những đám mây mưa dày đặc nên buổi chiều mưa lớn đã đổ xuống thành phố. Cư dân mạng Sinh Sinh Giao cho biết trên Weibo rằng tòa nhà ga sân bay không khác gì nhà ga trong mùa du lịch lễ hội mùa xuân. Cư dân mạng Sia Wang Su cũng cho biết trên Weibo rằng một lượng lớn hành khách bị mắc kẹt khiến tất cả các nhà hàng thức ăn nhanh tại sân bay đều kín chỗ và khó tìm. Được biết, thời tiết tại sân bay thủ đô vào tối hôm qua có dông bão lớn với tầm nhìn xa 1.700m. Tính đến 19 giờ 10, 265 chuyến bay nội địa xuất phát tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh đã bị hủy và 248 chuyến bay bị hoãn. 15 chuyến bay nội địa và quốc tế bị hủy, 22 chuyến bay bị hoãn. Các ban ngành liên quan đang tích cực triển khai. Hôm qua, Bắc Kinh hứng chịu trận mưa lớn nhất trong vòng 63 năm qua và văn phòng công an thành phố đã nhận được những lời kêu cứu từ người dân. Đồng chí Lý Phương Hồng, giám đốc đồn cảnh sát đường Tương Dương thuộc chi cục Yansan đã lãnh đạo cảnh sát cứu trợ tại làng Phen Hoang Tinh, nơi đã bị ngập lụt nghiêm trọng trong khu vực và giải cứu hơn 50 người bị mắc kẹt kể từ trưa. Đến khoảng 17 giờ 20 phút, đồng chí Lý Phương Hồng lao xuống nước lần nữa để cứu người dân. Đồng chí đã bị dây điện quật rơi xuống nước và bị thiệt mạng. Kể từ 6 giờ tối qua, 104 học sinh tiểu học và 9 giáo viên của trường Duy Cai đã bị mắc kẹt trong căn cứ của Học viện Quân sự Thanh niên của Trung Quốc ở thị trấn Quynh Long Thu. Sau khi sự việc xảy ra, các giáo viên và phụ huynh của trại huấn luyện Học viện Quân sự đã nhanh chóng di chuyển học sinh đến khu vực an toàn. Lực lượng quân đội, lực lượng cứu hỏa Bắc Kinh và cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường để tiến hành giải cứu. Qua kiểm tra xác minh của lực lượng cứu hộ tại chỗ, có tổng cộng 350 sinh viên và 40 cán bộ giảng viên bị mắc kẹt. Sau khi được cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy sơ tán, những người bị mắc kẹt đã được đưa vào hai điểm tập trung an toàn.
và những người bị mắc kẹt đã ổn định tâm lý. Do tình hình tại hiện trường phức tạp và nước dâng cao, chúng tôi chỉ có thể đợi thiên tai dịu bớt rồi mới sơ tán. Vào khoảng 1 giờ chiều ngày hôm qua, ngôi làng ở thị trấn Sihang Sawan, quận Tau Sihau đã bị gió giật mạnh. Tại Da Si Si Hoang, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, một số nhân chứng đã cho biết nhìn thấy một cơn lốc xoáy và gần 800 hộ gia đình trong làng bị ảnh hưởng. Hiện thời tiết cực đoan tại khu vực đã khiến ít nhất 2 người chết và 12 người bị thương. Ông Sihang, một người dân ở Da Xin Si Hoang, thị trấn Sihang Sawan, cho biết vào khoảng 1 giờ chiều hôm qua, nhà ông bị mất điện đột ngột. Trên mái nhà có rất nhiều tôn, gạch và cành cây, tấm thép màu đã được cuốn đi về phía tây. Một số người dân cho biết cơn lốc đen ập vào làng trong khoảng 10 phút. Anh Phương cho biết khi gió thổi âm thanh rất lớn, chúng tôi trốn dưới gầm giường và gầm bàn nhưng vẫn bị mảnh vỡ bay vào gây thương tích. Theo Liang Shoming, thành viên của chi nhánh ủy ban làng Da Sa Si Huang, gió mạnh đã khiến cho toàn bộ cư dân của khoảng 800 hộ gia đình trong làng bị ảnh hưởng và ít nhất 5 người đã bị thương. Được biết, ngoài Da Si Si Huang và Saolin Si Huang, Hagan Si Huang, Fastal Village, Lucin Si Huang, Dabai Won, Siao Bai Won và các làng khác trong thị trấn đều bị ảnh hưởng bởi gió mạnh. Trong đó, Da Si Si Huan là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hiện thiệt hại do gió mạnh vẫn đang được thống kê. Đêm qua, một người đàn ông bị mắc kẹt trong ô tô ở vùng nước ngập ở ngã tư Quảng Quần Môn của đại lộ Quảng Quần Môn. Sau khi được cấp cứu khẩn cấp đến 10 giờ 30 phút, người đàn ông này đã được giải cứu và đưa đến bệnh viện Bắc Kinh cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Theo những người chứng kiến, vào khoảng 9 giờ 30 tối qua, nước ở dưới cầu Quảng Khúc Môn dâng cao nhanh chóng, chỉ trong vài chục phút đã đạt độ sâu gần 4 mét. Nhiều phương tiện bị mắc kẹt trong vùng nước ngập dưới chân cầu. Khi nước đang dâng cao, một số ô tô nổi lên mặt nước. Sau khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, họ bắt đầu kiểm tra các phương tiện trong vùng ngập nước. Đến khoảng 10 giờ, lực lượng cứu hộ lấy dây thừng, phao cứu sinh bắt đầu tiến vào khu vực nước sâu dưới gầm cầu để tìm kiếm. Sau khi được các lực lượng cứu hộ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy chiếc xe đậu biển hiệu BMW nổi lênh đênh trên mặt nước. Lực lượng cứu hộ phải nhảy dù do nước sâu. Đến 22 giờ 29 phút, khoảng 20 người trong lực lượng cứu hộ dùng dây thừng kéo nóc chiếc BMW trở lại đoạn đường nông. Sau đó, lực lượng cứu hộ dùng thanh sắt để đập cửa sổ và nhấc người đàn ông bên trong xe lên bờ. Mà xe cứu thương đã chờ sẵn, nhưng người đàn ông đã trong tình trạng hôn mê. Đến 22 giờ 34 phút, xe cứu thương rời khỏi hiện trường và di chuyển thuận lợi đến bệnh viện. Sau khi người đàn ông được đưa lên ô tô, lực lượng cứu hộ đã quay lại ô tô để tiếp tục tìm kiếm, nhưng không tìm thấy người nào nữa bị mắc kẹt. Theo nhân viên cấp cứu, người đàn ông không có dấu hiệu sinh tồn khi được đưa lên xe cấp cứu và chết trên đường đến bệnh viện. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, bờ kè bị hư hại. Và đêm qua, nước sông tràn vào ở quận Phong Sơn, Bắc Kinh đã khiến hơn 40 người trong một ngôi làng bị mắc kẹt. Hiện tại các bộ phận liên quan đang phát động cứu hộ và 20 người được giải cứu. Vào lúc 20 giờ 51 phút ngày hôm qua, Sở Cứu hỏa Bắc Kinh nhận được tin báo rằng có một bờ kè ở sông Đông Sa ở làng Sinh Đông Quân, cầu Đông Sa, quận Phan San của Bắc Kinh đã bị hư hại, khiến nước sông tràn qua và hàng chục gia đình trong làng bị mắc kẹt. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều động 3 xuồng cứu hỏa khẩn trương đến hiện trường. Văn phòng thông tin chính quyền quận Phong Sơn cho biết có hơn 40 người bị mắc kẹt do vỡ đê kè. Chính quyền địa phương đã tổ chức cho lực lượng cứu hộ, điều động xe nâng và các phương tiện khác đến hiện trường. Tính đến 0 giờ ngày hôm qua, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 20 người bị mắc kẹt. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Một trận mưa lớn vào sáng sớm hôm qua đã trút xuống thành phố, đặc biệt là ở Phan Sang. Từ khoảng 10 giờ hôm qua đến thời điểm hiện tại, cơn mưa lớn vẫn chưa ngớt. Đoạn qua đường vành đai 5 do trời mưa to, tầm nhìn xa dưới 10 mét nên hai phương tiện va chạm vào nhau, đuôi 4 phương tiện khác nhau. Sau khi ra khỏi đường cao tốc Jin Si, đó là đường Phang Di đến làng Quang Lu Si Hoang, chạy xe gần 30 cây số, cả hành trình gần như ngập trong nước, chỗ sâu chừng 1 mét. Hơn 10 ô tô bên đường không thể di chuyển tiếp được do nước ngập làm chết máy. Nước sâu quá, tôi không có kinh nghiệm nên tắt máy, một tài xế nói. Ngoài ra, nước trên nền đất cao hơn một chút tương đối cạn, nhưng mực nước mương bên đường đã ngang với mặt đường. Những cánh đồng hoa màu nước đã ngập cao đến ngọn cây ngô. Vào lúc 5 giờ chiều hôm qua, phóng viên đã đến thị trấn Lui In, làng Nan Han Di, thị trấn Sihao Khao Điền, quận Phang Sang. Bà Liu, một cư dân trong làng cho biết, ở đây nước đã ngập hết tầng 1, nhiều ô tô trong làng đã bị nước mưa nhấn chìm. Trên đường đến thị trấn Lui In, gần 100 phương tiện bị mắc kẹt. Có nhiều ngôi làng nước cao đến thắt lưng và dòng nước chảy xiết có thể cuốn trôi người đi đường. Lúc dòng nước chảy xiết nhất, một chiếc xe tải nhỏ bị mắc kẹt giữa dòng nước. Mọi người nắm tay nhau từ từ tiến lên để xe được giải cứu, các em nhỏ và người già trên xe. Ngoài ra, những chiếc xe tải lớn bị mắc kẹt tại đây đã tự động xếp hàng chặn lối thoát nước của dòng chảy xiết, làm chậm dòng nước chảy và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cứu hộ.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo của bản tin 24 giờ.